Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nấu món canh rau cải nhé. Canh rau cải với thịt băm các bạn ạ. Các bạn cần chuẩn bị cho mình một mớ rau cải này. Khi các bạn mua về các bạn nhặt sạch sẽ và các bạn rửa cho mình ráo nước đi nhé. Đây là rau cải của vườn nhà mình nên là và một củ hành thơm, khoảng độ 50 gram thịt các bạn nhé. Các bạn sẽ thái thịt để mình thái hành thơm để mình ướp vào với thịt. Một chút hành thơm như thế này thì mình ướp vào với thịt nó sẽ thơm và ngon hơn các bạn ạ. Các bạn cho vào thịt cho mình khoảng nửa thìa cà phê muối hay bột canh nhé, nửa thìa cà phê hạt nêm. Mình trộn đều hỗn hợp này lên, khoảng 10 phút thì mình sẽ đem đi nấu các bạn ạ. Khoảng 10 phút nhé, cho gia vị này nó tan hòa quyện vào với thịt. Đây, rau cải thì các bạn sẽ thái nhỏ nhé, vì mình nấu canh cải nên là các bạn phải thái thật nhỏ, nếu mà các bạn mà luộc hay là xào thì mình mới phải thái to nhé. Với canh cải này thì mình sẽ cho thêm một chút gừng nữa các bạn ạ. Đây, cải mình đã thái xong rồi nhé. Giờ các bạn cho mình một ít đường vào cối này, mình giã để mình để nước mình nấu nhé, nấu canh cải. Chỉ cần một ít gừng này thôi, không cần nhiều, vì mình nấu một bát canh. Đây các bạn, gừng mình đã cho vào một bát nước như này nhé. Các bạn cho nồi lên bếp cho mình và mình cho lắng lên rồi mình sẽ cho dầu ăn vào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ cho một chút dầu ăn vào thôi. Các bạn sẽ cho phần thịt vào. Các bạn sẽ cho mình băm nước gừng rồi nhé. Mình cho lượng nước vừa để nấu canh gia đình nhà mình ăn nhé.
Nhà mình ăn khoảng độ 1 lít nước như thế này các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ đun sủi nước, sau đó thì mình sẽ cho rau và nêm nếm xem gia vị vừa hay chưa nhé. Đây các bạn, nồi canh cải của chúng ta gần sủi rồi. Khoảng về nước. Với thịt như này thì các bạn nấu canh này rất ngọt mà lại dễ ăn nhé. Đây, khi nồi cải đã sôi rồi thì nồi nước thì các bạn sẽ cho rau cải vào. Các bạn là mở vung nhé, khi nấu canh mà mình đã cho rau rồi thì các bạn không nên đóng vung vì nó sẽ hấp hơi và rau cải sẽ không được xanh nhé. Các bạn mở vung như này cho mình. Và khi sôi lên thì các bạn sẽ nêm nếm xem gia vị vừa chưa. Còn chưa sôi thì chúng ta không nên nếm chứ. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cải của mình đã vừa chưa nhé các bạn nhé. Với nhạt các bạn ạ, mình sẽ cho muối thêm. Các bạn cho mình khoảng 1/2 thìa muối này. Thì cải sôi lên như này là gần chín rồi. Và mình cho một chút nước mắm nữa. Để cho nó thơm. Các bạn trông nồi canh cải của mình như này là rất ngon nhé. Mình ăn thử phần rau xem được chưa. Được rồi các bạn ạ, các bạn tắt bếp cho mình và mình sẽ múc ra bát để thưởng thức nhé. Khi thời tiết se lạnh như thế này, các bạn có một bát canh cải nóng như thế này mình ăn với cơm là rất ngon. Với một chút cay cay của gừng làm ấm lòng ra, mà canh cải thì có một chút gừng thì nó sẽ thơm và ngọt ngon hơn nhé. Đây các bạn, với 50g thịt, một củ hành thơm, một ít gừng các bạn ạ, và khoảng độ 1,5 thìa muối, thì các bạn là với một ít mắm đấy nhé, và một ít hành lêm, một thìa bột ngọt. Khi chúng ta tắt bếp thì các bạn mới cho bột ngọt vào, là các bạn đã có được một món canh ngon như thế này. Mình dùng một mớ nắm rau cải khoảng độ 300g với một ít nước. Các bạn hãy làm món này cho gia đình nhà mình thưởng thức nhé. Khi chúng ta ăn canh nóng như này với cơm là rất ngon mà lại dễ ăn, vừa có thịt vừa có rau mà canh lại ngọt ngon. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.